Yeah, xin chào tất cả các bạn, tôi là Yolo và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với Elden Ring. Ở trong video trước thì như các bạn cũng nhớ, mình đã có được Sword of Titan and Flame. Và trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ cùng các bạn khám phá phần, gọi là phần còn lại được không ta? Cơ bản là khu vực Limgrave East. Và cơ bản thì, trời thật lập từ, đại loại là mình sẽ cùng các bạn đi qua mấy chỗ này và trước đấy là ở góc này luôn. Sơ sơ thì theo thứ tự sẽ là mình và các bạn sẽ nhận một nhiệm vụ nhỏ từ một NPC ở trong khu vực này. Như các bạn cũng thấy thì đây là phần tiếp nối của video trước, mình chưa quay trở lại cái Grace hoặc là cái bonfire nào đấy để ngồi nghỉ luôn cơ. Thì sau khi đi qua cầu xong, các bạn có thể rẽ trái và đi thẳng xuống phía này, và mục tiêu của các bạn là cái mái vòm bị bể ở phía bên kia. Chúng ta sẽ gặp Kenneth Hyde, là một bạn NPC sẽ cho mình nhiệm vụ hiển nhiên là như thế, và cơ bản bạn ấy nhờ mình chiếm lại cái pháo đài của bạn ấy ở phía tây nam của khu vực này. Và thật ra là mình cũng sẽ muốn đến cái pháo đài đấy dù là mình có nhận cái nhiệm vụ từ bạn này hay không, nhưng mà bởi vì trước sau gì thì mình cũng sẽ đi đến chỗ đấy, cho nên nhận luôn cho dễ. Sơ sơ nói tí, các bạn có để ý thấy cái bên góc phía trái ở phía dưới màn hình của mình, trên cái chữ Knight and Flame Stance ấy, thì sẽ có một cái mái vòm có vài ký tự màu tím hoặc là màu xám. Thì đây là dấu hiệu cho thấy rằng các bạn có thể triệu hồi linh hồn, linh thú hoặc là sao đấy, hoặc là quái vật. Sơ sơ là như thế. Và các bạn có thể làm được việc này sau khi các bạn nói chuyện với Witch Renner ở khu vực Church of LA, như mình cũng đã làm ở video trước. Một lần triệu hồi như thế thì sẽ đòi hỏi các bạn bỏ ra một lượng mana tương đối, và những phép triệu hồi khác nhau thì sẽ có yêu cầu về mana khác nhau. Và trong vài phút nữa thôi thì các bạn cũng sẽ thấy được sự hữu ích của phép triệu hồi là như thế nào. Nhưng mà vừa rồi thì mình cũng đã nói chuyện xong với Kenneth Hyde. Cơ bản là các bạn chỉ cần bấm y dài cho đến khi thoại của nhân vật này được lặp lại thì chúng ta sẽ biết được rằng nhiệm vụ cũng đã được nhận. Và bây giờ thì tiếp theo mình và các bạn cũng sẽ đến chỗ này để lấy một cái bùa talisman. Và thông thường thì trong Elden Ring, bùa sẽ được sử dụng để cho nhân vật của mình bùa lợi, tạm gọi là như thế. Giống như cái bùa mà mình sắp lấy đây sẽ cho chúng ta gia tăng sát thương của những đòn tấn công mạnh. Mình không nghĩ là mình sẽ sử dụng món đồ đấy, nhưng mà bởi vì trước sau gì thì trong nguyên chỗ này cũng không hẳn là có món đồ gì đáng chú ý, nên như thế này cũng được. Rồi, chỗ đấy ở bên đây. Dạ đúng rồi. Đi qua đây thì các bạn sẽ gặp một con gấu đang nằm ngủ. Lấy cái này luôn. Ở kia có một con, ở kia có một con Crystal Lizard. Right. No. Để xíu. Đây. Như các bạn cũng nhớ, như video mình cũng có nói, chúng ta sẽ tiếp cận ở cái hướng bên này. Ủa, chỗ này. Oh my god. Mình không muốn phí mana cho tụi này, cho nên chúng ta sẽ sử dụng những đòn đánh cận chiến của cái kiếm của mình như thế này. Right. Vẫn còn con nữa. Ok. Rồi, như nãy mình có đề cập, chúng ta sẽ tiếp cận con này từ hướng này. Có thể đi chậm cũng được. Mình không nghĩ là con này sẽ thấy mình, thậm chí nếu mà mình chạy nhanh. Nhưng mà giờ cận tác với nấy. Rồi, chúng ta sẽ có được cái Ash of War Grab Slam. Xét ra công bằng mà nói thì cái Ash of War này rất là mạnh. Ồ, thật ra mình chưa bao giờ giải thích Ash of War là gì. Tí nữa khi mà chúng ta quay trở về một cái bonfire thì mình cũng sẽ cùng các bạn tìm hiểu thử xem Ash of War là gì ha. Còn lại thì bây giờ nếu mà các bạn đi theo hướng này, đúng mà ngay bên đây nè, thì chúng ta sẽ đến được một cái bãi tàn tích. Dạ đúng rồi, chỗ này nè. Và trong bãi tàn tích này thì các bạn sẽ có được
một đường để đi xuống phía dưới, và đường này được canh giữ bởi một con gấu đang ngủ. Các bạn không cần tương tác với con gấu này. Và nó dậy rồi. Oh my god. Rồi, ok. Nhưng mà bỏ qua đó, như nãy mình nói các bạn không cần tương tác với nó và nó cũng không đuổi theo các bạn xuống dưới đây được. Thật ta. Đúng rồi, hết hồn. Hồi nãy cái màn hình nó bị giật lên, mình cứ tưởng là nó trôi xuống dưới đây luôn. Như sao thì đây chính là cái rương chứa cái bùa lợi mà nãy mình có đề cập. Axe Talisman. Không phải bùa lợi, bùa. Và bây giờ thì sao ta? Nó dậy rồi thì mình không chắc là mình có thể... thật ra mình có thể chạy thẳng ra luôn mà, phải không? Yeah, không cần bận tâm nhiều. No! Right. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến chỗ thứ hai là bên đây, bên phải trước ha. Nếu mà các bạn cứ đi dọc theo đường này thì đến chút xíu nữa các bạn sẽ gặp một cái cột lốc xoáy đây nè. Và nếu mà các bạn nhảy lên cột lốc xoáy như thế này thì chúng ta sẽ được bay lên phía trên. Và cùng với đấy thì đến được chỗ của gọi là một con trùm đi. Dạ đúng rồi, thật ra nó là con trùm, mình cũng không chắc đây có thể gọi là con trùm hay không, hay chỉ đơn giản là một con quái vật được được sắp đặt theo kiểu là một con trùm. Nhưng mà dù sao thì mình cũng sẽ giết con đấy, bởi vì rốt cuộc ở phía dưới sẽ có một một cái craze, một cục bonfire mà mình muốn tương tác để nói thêm cho các bạn về cái Ash of War, cũng giống như là cái physics mà mình đang cầm. Hiện tại thì mình cũng không nghĩ là mình cần physics đâu, nhưng mà giờ chúng ta sẽ bỏ cái này ra để đỡ mất công. Tí nữa mình sẽ nói lại cái này sau. Nhưng mà dù sao thì ở trong khu vực tàn tích này thì cũng sẽ có một đường để đi xuống, và các bạn nên đi xuống. Bởi vì dưới đây sẽ có mấy thứ hay ho khác như này nè. Ở phía bên kia sẽ có một bông hoa lớn. Các bạn có thể giết cũng được, không giết cũng không sao. Nhưng mà hiện tại thì mình không có nhu cầu, cho nên bỏ qua. Đi xuống dưới đây. Mấy cái vệt sáng bay từ dưới đất lên và sau đấy bay xuống như thế này là đòn tấn công của cái bông hoa đấy. Rất là đau, các bạn không nên liều. Rồi, việc tiếp theo mà mình sẽ làm bây giờ là trang bị cái phép triệu hồi như thế này. Phép triệu hồi này như các bạn còn nhớ là mình lấy được từ chỗ Witch Runner ở trong video trước, hoặc trước đấy nữa mình không nhớ. Nhưng mà trang bị vào. Rồi, hiện tại thì trên chữ Knight and Flame Stance không có cái dấu kia nên mình không thể triệu hồi được. Nhưng mà một khi các bạn bước qua cái tấm màn sương này và vào được trận đấu trùm thì mình sẽ gọi được. Và mình nghĩ là mình nên hồi mana luôn để chắc ăn. Mình không biết là cái phép đấy tốn bao nhiêu mana. Ô, bây giờ được rồi nè. Right, chuyển lại phần máu. Mình nghĩ là mình sẽ hồi đầy máu luôn, bởi vì tại sao không. Right, việc các bạn muốn làm là khi mà vào căn phòng này là chạy ra một góc nào đấy và gọi sói. Và sơ là như thế. Hoặc là gọi luôn ngay bây giờ. Right. Né ra. Mấy con sói. Tụi nó định giết mình. Rồi, như các bạn thấy thì mấy con sói sẽ thu hút sự chú ý của con trùm này. Và chúng ta cũng có thể mặc sức để mà tấn công như thế này. Ôi, hết mana. Oh no, bởi vì hồi nãy mình gọi sói cho nên là mình hết mana luôn. Để xíu. Đấy. Như các bạn thấy thì sát thương của mình rất cao. Nếu mà mình có thời gian và không gian để có thể tung ra những đòn tấn công đặc biệt. Và đấy sẽ là vấn đề chính của mình từ giờ cho đến phần giữa game hoặc là cuối game luôn, không chừng. Mình không lo thiếu sát thương, mình chỉ lo là thiếu thời gian và thiếu không gian để tấn công mà thôi. Dù sao thì sau khi giết được chùm đấy không? Phần nào đấy thì các bạn cũng có thể thấy được sự hữu ích của những phép triệu hồi mà, phải không? Mấy con sói đấy sẽ thu hút sự chú ý của anh trùm để các bạn có thể dễ dàng tấn công hơn. Dù sao thì sau khi giết được trùm đấy xong, các bạn có thể mở cánh cửa phía sau để gặp được bạn này tên là Senna. Selen, mình không biết tại sao mình lại gọi Selen, nhưng mà không quan trọng. Bạn này sẽ là một NPC bán phép, và nếu mà bạn nào thấy hứng thú thì cũng có thể mua những phép mà bạn này đang bán. Hiện tại mình không có nhu cầu bởi vì cây kiếm của mình quá mạnh rồi. Nhưng mà nếu bạn nào muốn thì cũng có thể tậu thêm, mình không. Và công bằng mà nói thì mình hoàn toàn có thể quay về chỗ này một cách dễ dàng sau khi mà chúng ta đã kích hoạt được cái craze, cái bonfire này.
Right, bây giờ tranh thủ thì mình sẽ nói về Ashes of War. Ashes of War, cơ bản đây là những hiệu ứng đặc biệt mà các bạn có thể trang bị gắn vào chứ không? Các bạn có thể gắn vào những vũ khí mà các bạn có và từng Ashes of War thì sẽ có hiệu ứng khác nhau. Một khi mà các bạn chọn một Ashes of War rồi thì các bạn cũng có thể chọn thay đổi chỉ số gia tăng của vũ khí đấy, giống như ở đây thì mình có thể giữ nguyên hoặc chúng ta có thể chọn heavy. Heavy thì sẽ gia tăng chỉ số gia tăng và gia tăng sẽ cải thiện chỉ số gia tăng dựa vào strength của nhân vật của các bạn. Một số Ashes of War khác thì cũng sẽ có một số sự thay đổi khác nhau và công bằng mà và không phải công bằng mà nói mà mỗi Ashes of War thì sẽ có hiệu ứng khác nhau, giống như Ground Slam ở đây thì sẽ cho phép nhân vật chúng ta nhảy lên và dậm xuống dưới đất, và mỗi khi dậm xuống dưới đất như vậy thì những quái vật có kích cỡ nhỏ cũng sẽ nằm xuống và không thể tấn công mình, cơ bản giống như là các bạn làm choáng đối phương, cũng rất là hữu ích trong một số trường hợp. Mình hiện tại thì chắc là mình sẽ không xài đâu, nên có thể là mình sẽ xài, chưa biết để xem đã. Và cách mà các bạn có thể biết được cái nào hữu ích hay không, một là Google hoặc là YouTube hay sao đấy, hai là các bạn gắn cái này vào những vũ khí ngẫu nhiên và các bạn tự thử xem cái nào phù hợp nhất với lối chơi của các bạn. Mình sẽ ưu tiên hướng thứ hai, khuyến khích các bạn làm theo hướng thứ hai nhiều hơn. Sơ sơ là như thế. Thì đấy là Ash of War, còn lại thì sẽ là Wondrous Physics. Các bạn có thể hình dung này giống như là một cái Estus Flask, là một lần hồi máu hoặc là một lần sử dụng thì sẽ cho chúng ta một số hiệu ứng đặc biệt, và hiệu ứng đặc biệt này sẽ được quyết định bởi những cái crystal tear hoặc là cracked crystal tear mà các bạn có thể lượm được trong chuyến hành trình này. Giống như hiện tại cái Crimson Crystal Tear này sẽ có hiệu ứng là hồi một nửa máu cho mình, hồi một nửa cây máu cao nhất cho mình, và nếu mà mình có thể kiếm được những cái crystal tear có hiệu ứng khác thì chúng ta cũng có thể bỏ vào trong đây để trộn luôn. Như vậy lần tiếp theo mình kiếm được một cái crystal tear nữa thì mình sẽ bỏ vào trong đây, để rồi khi mà mình sử dụng cái Wondrous Physics này thì nhân vật của mình sẽ được hồi một nửa máu cao nhất và có thêm cái hiệu ứng đặc biệt của cái crystal tear còn lại luôn. Sơ sơ là như thế. Các bạn chỉ có thể sử dụng cái Wondrous Physics này một lần duy nhất mà thôi, không phải duy nhất mà thôi, một lần, và sau đấy thì bình này sẽ cạn. Và nếu mà các bạn muốn sạc lại thì các bạn sẽ cần ngồi ở những cái craze, những cái bonfire như là mình đang làm ở đây. Sơ sơ là như thế ha. Cùng với đấy thì ở đây mình có đủ tiền để nâng cấp nhân vật thêm một cấp nữa, mình có thể sử dụng mấy cái golden rule, nhưng mà nha, không sao, như này cũng được. Mình sẽ tăng một điểm vào vigor và right. Giờ thì sao cho? Mình sẽ muốn đến chỗ của bỏ cái này đi. Mình sẽ muốn đến chỗ này bởi vì ở đây thì chúng ta sẽ gặp được một cái craze khác, và cùng với đấy thì mình cũng sẽ cùng các bạn vào ở trong cái pháo đài hai này để giành lại, và cùng với đấy là lấy được món đồ dớ dẫn kia. Sơ sơ là vậy đi ha. Chỗ đấy ở phía sau mình. Oh no, chạy chạy. Hết hồn. Xém chết. Rồi. Mình không nghĩ là chúng ta có thể nhảy xuống từ đây được mà Phong. Đâu làm được đâu. Cho nên là mình sẽ đi xuống theo hướng này và đi theo này. Rồi. Sơ sơ là vậy. Chỗ này được. Càng chơi mình càng lại nhớ lý do tại sao mình không thích thế giới mở. Ồ, cơ bản mình đoán là bởi vì mình có quá nhiều thứ để làm trong một khoảng thời gian nhất định, và như thế phần nào đấy mình lại muốn sự bó buộc, và mình muốn sự quy củ được thể hiện rõ hơn tí, cho nên mấy đấy là lý do tại sao mình không chơi Skyrim lâu đến vậy. Mình có chơi Skyrim được một lần, hai lần chứ hả, hai lần với hai lớp nhân vật khác nhau, nhưng mà chơi cũng rất là hời hợt theo kiểu là làm hết nhiệm vụ để cho xong, chứ cũng không hẳn là thích thú gì mấy. Rồi, ở đây sẽ có một bãi nghĩa địa lớn, các bạn có thể lấy mấy cái golden rune ở đây. Hiện tại công bằng mà nói thì nhân vật của mình cũng đã có quá nhiều tiền so với một nhân vật thông thường chơi theo kiểu
đàng hoàng tính đến thời điểm này, cho nên cũng không hẳn là mình cần lấy mấy này, nhưng mà tiện tay đây thì tại sao không ha. Rồi tiếp tới thì chúng ta sẽ đi dọc theo đường này để lên trên đây, và nếu mình nhớ đúng thì do thật ra ở đây sẽ có một cái bonfire khác mà các bạn có thể ngồi nghỉ nếu muốn. Đây 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 đây. Yeah, ok. Mình sẽ kích hoạt này luôn. Rồi, mình không biết là ban đêm ở đây có gì không, và bởi vì bây giờ cũng đang ban đêm rồi cho nên là chúng ta sẽ ngồi nghỉ và cho thành ban ngày luôn đi ha. Trước đấy thì mình sẽ lấy cái nấm này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi nghỉ và chờ đến ban ngày cho an toàn. Right. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên phía trên kia. Wait, what? Ok, nấm này nó hiện lại. Oh, đây là một lý do nữa mà mình ghét open world, ghét thế giới mở. Những cái món đồ này chỉ nên hiện ra một lần thôi. Mình chỉ nên lấy được những món đồ này một lần mà thôi. Right, giờ sao thì quay trở lại với video ngày hôm nay. Việc mà các bạn muốn làm là... Việc mà các bạn muốn làm khi mà lên trên đây là thu hút sự chú ý của mấy đứa này để tụi nó đi theo. Và nguyên nhân là mấy cái đám này không ưa nhau, cả cái đám kỵ sĩ này lẫn cái đám đen đen hồi nãy, tụi nó không ưa nhau, nên các bạn có thể dụ để tụi nó có thể tấn công lẫn nhau, và nếu mà được thì giết nhau luôn. Trong khoảng thời gian đấy thì mình sẽ cùng với các bạn xử mấy đứa này. Ê! Oh my god! Rồi, vậy thế tiện hơn. Rồi, tiếp theo thì các bạn có thể... Như các bạn thấy thì tụi kia đã đi lên đường nè. Và tụi này đang... Và hai tụi nó đang quýnh nhau. Nên các bạn có thể làm mấy chuyện như này. Và sau đấy thì đi vào trong đây. Mình không nghĩ là mình sẽ cần bận tâm về con đầu bí đỏ ở phía dưới. Cứ để... Oh, tụi nó giết hết mấy đứa kia rồi. Oh no, bro. Oh, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Vì các bạn muốn làm sau khi đi vào đây là chạy ra phía sau bờ tường này và chém liền. Oh, no, no. Oh no. Ok. Rồi, rồi, rồi. Chạy quanh đây. Lấy cái này. Rồi, chạy liền. Hồi máu, hồi máu đi. Rồi, tiếp. Lên trên đây sẽ có thêm một con chuột nữa. Rồi, tiếp theo thì các bạn nên đã đi... Oh, Răng con. Ok, thở được rồi. Rồi, sau khi lấy xong cái khu vực này thì các bạn có thể đi ra ngoài và leo lên cầu thang ở phía trên, ở trước mặt nè, để lên được tiếp theo, để lên được tầng tiếp theo. Và mình sẽ làm vậy luôn, lấy mấy con bướm này. Ở trên đây sẽ có thêm hai thằng ném lửa nữa, hai thằng ném lựu đạn nữa. Man, rất là phiền. Mày. Mày. Rồi, ở phía trước thì sẽ có một con kỵ sĩ. Các bạn có thể tương tác với con này luôn, các bạn có thể giết nó luôn. Nhưng mà việc mà các bạn có thể làm là đi xa xa ra một tí. Như thế này. Hồi máu, lấy cái món đồ ở đây, thêm một cái Smithing Stone. Ui, no, 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 no. Rồi, ok. Rồi, ở đây thì các bạn có thể triệu hồi mấy con sói để phụ cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể làm như thế này. Các bạn có thể đi vào tòa tháp này và leo lên trên như thế này. Thì thông thường con đấy sẽ leo theo các bạn luôn. Và khi mà các bạn lên trên đỉnh ấy thì các bạn có thể thoát thoát game, và lúc đấy thì cái việc cái sự hung hãn của tụi quái vật ở trong game cũng sẽ được khởi động lại như này nè. Oops. Chỗ đấy hơi lòng cộng tí. Kê. Right.
Như các bạn thấy thì con quái vật đấy biến mất và nó đã quay trở về chỗ cũ. Rồi, trước đấy, trước khi mình làm gì khác thì chúng ta sẽ lấy món đồ chính ở trong cái pháo đài này là Dector's Medallion bên trái. Mình sẽ cái phần còn lại của cái medallion này thì có thể lấy ở trong cái chỗ mà các bạn giết con rồng khổng lồ ở video trước ấy. Nhưng mà như mình nói ở phần đầu video, mình có nói cho ta, cơ bản là mình sẽ lấy cái đấy sau, hiện tại thì không cần bận tâm. Còn bây giờ thì mình có thể gọi sói và chúng ta cũng sẽ cùng đối phó với con kỵ sĩ khi nãy. Hồi mana thiếu luôn. Thật ra mình nghĩ là ba con sói của mình cũng dư để có thể đối phó được với ngày, chứ không cần tới mình. Ê. Rồi, ok. Nhưng mà mình sẽ phụ. Nè, xịn sò, nice. Rồi, ok. Và đấy là tất cả những gì mà các bạn có thể, không, ít nhất là tất cả những gì mà mình nhớ là chúng ta có thể làm ở trong cái pháo đài này. Tám ta, có gì không ta? Nốt, 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 nốt. Còn mày nữa. Rành con. Da dẫn. Ho ho ho. Nhưng mà sơ sơ là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở về chỗ của bạn Kenneth để trả nhiệm vụ ha. Bạn đó ở... Ở đây. Bạn Kenneth sẽ ở đây. Dạ. Chúng ta không thể di chuyển nhanh về chỗ của bạn Kenneth được. Chúng ta chỉ có thể làm như thế này mà thôi. Ok. Rồi, à, bây giờ thì sao ta? Bây giờ thì sau khi trả nhiệm vụ xong, mình và các bạn sẽ quay trở về chỗ Gatefront Ruins và thông thường thì sẽ là giết trùm, nhưng mà ở trong video ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ không đụng vào trùm đấy đâu. Thay vào đấy thì mình cũng sẽ cùng các bạn khám phá cái Roundtable Hall. Cứ nói chuyện hết, nói chuyện hết. Yes. Right, hết rồi. Bây giờ thì như nãy mình nói, chúng ta sẽ quay trở về Gatefront ở đây. Và tiếp theo thì mình sẽ kích hoạt cái bonfire mà mình đã bỏ qua ở video trước, vì lúc đấy đang đang gấp hay sao đấy. Chúng ta không cần bận tâm về đám này. Không cần bận tâm gì về đám này luôn. Bỏ qua hết, bỏ qua hết. Chắc cũng không cần nhảy chỗ đấy được. Right. Khi mà vượt qua được chỗ mấy con sói bay thì mình nghĩ là mình sẽ giết luôn mấy con sói bay để thuận tiện cho việc kích hoạt cái bonfire kia. Tụi nó là bay từ đâu xuống nhỉ? Thì mình không biết, nhưng mà sao thì bỏ qua. Mình sẽ ngồi nghỉ ở đây luôn để chắc ăn ha. Alright. Mình sẽ bỏ luôn mấy cái cách bỏ cái mấy cái bookmark nhanh, không phải bookmark mà là cái marker nhanh là như thế này. Các bạn sẽ xả hết 5 cái ở đây và sau đấy thì các bạn sẽ xóa gần như này, thì các bạn không cần lia bản đồ ra chỗ kia nữa. Rồi, dù sao thì ở đây chúng ta sẽ lấy một cái này là cái Stone Sword Key mà phải không nhỉ? Yes sir. Và cùng với đấy thì mình sẽ tương tác với cái gì đấy? Golden Seed. Thông thường thì ở đây sẽ có một đứa NPC và nó sẽ cho mình một cái Ash of War. Hay là mình đã bỏ qua gì ta? Hay là bởi vì mình đã đến cái Round Table Hall trước đấy rồi cho nên bạn ấy sẽ không xuất hiện lại đây nhờ. Mình sẽ thử đi đi quay trở lại nhầm. Quay trở lại cái Round Table Hall đi ha, xem là mình có thể làm được gì. Right, ok. Rồi như mình cũng có nói sơ ở những video trước là các bạn có thể tương tác với những NPC ở trong đây để nhận nhiệm vụ với da với dẫn gì đấy. Mình sẽ tương tác với tất cả những NPC mà mình có thể tương tác ở trong thời điểm này. Hoặc không phải là tất cả, may ra là chừa ra một đứa.
Rồi, đây là một, đây là bạn Roderica, là bạn mà mình nghĩ là mình sẽ gặp ở cái chỗ bonfire hồi nãy, nhưng mà không biết tại sao mình lại không gặp. Có thể là bởi vì mình đã kích hoạt cái này trước khi mà mình gặp bạn ở ở chỗ đấy. Nhưng mà dù sao thì sau khi nói chuyện xong được với bạn Roderica thì các bạn có thể đi qua bên đây và nói chuyện với ông thợ rèn chỗ này. Chọn này. Rồi, sau đấy thì khoan khoan từ từ, còn nói thêm cái kia nữa mà không, ta hỏi về mấy cái sở thích nữa. Rồi, và bây giờ thì chúng ta có thể đi ra ngoài và nói chuyện lại với bạn Roderica, thì bạn ấy sẽ xuất hiện lại ở cái bên ông thợ rèn đấy. Rồi, và tiếp theo thì các bạn sẽ muốn tương tác với cái bạn này để khởi động lại thế giới này, và sau đấy thì khi các bạn làm xong, các bạn có thể quay trở lại đây và các bạn sẽ thấy What the hell? Sao nó không xuất hiện ở đây? Ồ, như vậy là mình sẽ cần quay trở về chỗ kia trước. Nhiều. Rồi, 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 từ từ. Chỗ đấy là Gate Front mà không, Gate Front là ở đây. Như vậy thì cái bonfire đấy sẽ ở đây. Ok. Man. Và như vậy thì khi mà chúng ta vào trong đây, rõ ràng là không có gì mà, như vậy là mình làm sao gì à? Dâu dâu kê sắm được. Không rõ tại sao lại như thế, nhưng mình làm đúng hết mà không. Cái lò sưởi rồi. Giỡn mặt hả? Oh my god, mình sẽ cần nói chuyện thêm cái này nữa. Man. Rồi, rồi, rồi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển lời của ông thợ rèn này đến Roderica thêm một lần nữa. Thì bạn ấy mới di chuyển sang chỗ đấy. Oh, thiệt là phiền. Rồi. Thử lại ha. Bây giờ bạn ấy biến mất rồi. Tao mà vô không thấy mày đi. Oh, bây giờ có rồi. Man. Rồi, tạm thời là như thế. Còn bây giờ thì mình sẽ tương tác tiếp với một số NPC mà mình có thể tương tác ở trong chỗ này. Cơ bản chỉ là nói chuyện thôi chứ cũng chả làm gì. Rồi. Tiếp tới là bạn này. Bạn ấy sẽ bán một số phép mà các bạn có thể sử dụng. Mình không nhớ là mấy cái nơi này thuộc về những bạn nào chơi Faith. Giống như ở đây thì cái phép này sẽ cần 8 Faith và ở này sẽ cần 10 Faith, chứ không phải là cho những nhân vật chơi theo hướng Intel. Nhưng mà thật ra cái kiếm của mình cũng không phải là nghiêng về Intelligence, nhưng mà sắm được. Và mình đoán đấy gần như là những gì mà mình có thể làm trong khoảng thời gian này, còn lại thì không có gì đáng chú ý lắm. May ra là các bạn có thể đi vào chỗ này và tương tác với cái gương này nếu mà các bạn muốn thay đổi vẻ ngoài của nhân vật. Mình nghĩ là trong sau khi mà video này kết thúc thì mình cũng có thể, mình sẽ thay đổi nhân vật của mình ở đây luôn. Và ngoài ra thì đây là một NPC mà các bạn có thể tương tác để làm một số nhiệm vụ hơi hơi dài, và hình như là còn một nhân vật nữa mà các bạn có thể nói chuyện trong khoảng thời gian này để lấy cái biểu cảm. Mà về về đây. Rồi, ok.
Nhưng mà như sao thì mình nghĩ đến là tất cả cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để cho mình biết ở phần bình luận ở dưới mình. Sau đó ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục sau. Mình lại vô lâu. Yeah, từ 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 từ. Xin chào.